giờ rùa 8 bánh anh em. Nói chung là vỏ thì như thế này, vỏ của Nhật thì nó bao giờ về Việt Nam cũng răng răng vậy, xài ok lắm. Cái này là trọng tải 1,8 tấn nha, bự đâu có hết á, tại mình bỏ bự cho hè. Đây bên đây đó, đi được khu rang luôn, hư hao thì không có khối như nào luôn, máy đang nổ hạ nè. Lấy dầu qua máy, mở cái máy cho mình con nha. Đó. Đây. Máy ngon lành. Cù rang. Này 3T72 nha. Này là 3T72. Đây cái lắc nó đây. Giá bán cho anh em là 95 triệu, 95 triệu. Còn chiếc Isuzu này thì 12 triệu, máy mới tinh. Đâu kẹt kẹt. Nè, máy đó nè, mới tinh luôn. Này trọng tải có 20 kg, con này nè còn riêng nữa này đó, nó còn này nè, máy nè, con này 12 triệu. Xích thì nó răng răng vậy, chạy không có đứt đâu. Cái thùng này mình dình làm có sẵn á, làm thùng nữa. Máy dầu này về xịt thuốc cũng ngon lành nữa, 5 ngựa. Đây số đó nè, 1 số dê, số 2 nằm trước, N là mo, quẹo trái quẹo phải con. Còn con bên thang này nâng hạ, còn bên bình luôn đó ta. Hết xăng thôi. À, nổ rồi. Thấy cục bù ba nè. Cái này bữa mình tô cái nhà đó dính vôi nè. Nè bên đó nè vậy nè. Xuống nè. Bên nè, xuống nè, con này giá 27 triệu, tắt điện. Này anh em leo đó ngồi chạy được luôn nha, chuyển trái chuyển phải. Nó có 1 số dê, 2 số tới. Cái này là con đó. Số điện thoại mình là 0965 864 926 anh em. Rồi có thông tin liên hệ gì anh em muốn mua thì cứ điện cho mình. Chào anh em tất cả anh em nha.